trời đã thức giấc, chim mến bay đầy trước sân. Cha đang ở bên hiên nhặt lá mai đón xuân về. Mẹ cười tươi thật vui cùng đứa em mắt xanh ngời, đang chuẩn bị mâm cơm chiều 30 đón ông bà. Rộn ràng về nhà đón Tết sau tháng năm mình bốn ba. Quay quần bên mẹ cha dùng bữa cơm với gia đình. Cười vang như pháo trong căn nhà đầy ắp mùa xuân. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi. Vậy mà ơn kính Tết mang Tết về nhà. La 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 la.